trên tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mau. Sân trường hành lang ấy xa dần xa bước chân người, bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mau. Thank you.
gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mong, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mong, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Không biết là hôm nay xin tạm biết mái trường, xin tạm biết thầy cô, người dìu dẫn đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đem mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Trường nhớ cánh phượng mong bay, mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Chẳng còn những ngày ta bị đi trễ, đạp xe miên man tới trường, là ngày ta đua nhau vài câu nói rồi giật nhau vu vơ vẫn thường. Ngày cuối tôi ở đây từng ngang mây vội bay cùng ngày già trôi mãi. Giờ chỉ xin thời gian được quay lại thêm một lần nữa. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. 2, 3, yeah.
hơn. Vừa qua lên chụp ảnh cùng với lớp mình ạ. Nhiều năm tháng ngày mình đã đi qua, nhưng đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Tôi một điều chào đón diện diện của quý vị đại biểu khách quý, quý vị khách mời, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh. Chúng ta đang có mặt tại đây để tham dự chương trình lễ tri ân và trưởng thành cho các bạn học sinh lớp 9. Và thay mặt cho những người làm chương trình, em Minh Tuấn và cô Trang xin gửi tới quý đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất và xin được chúc cho chương trình của chúng ta thành công. Các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các thầy giáo cô giáo và các em học sinh thân mến, công cha nghĩa mẹ ơn thầy, nghĩ sao cho bỏ những ngày ấu thơ. Câu ca dao ấy sống trong lòng mỗi trẻ thơ Việt Nam từ hồi còn tấm bé. Cha mẹ tạo ban cho các em một dáng dấp hình hài. Xin được trân trọng giới thiệu diễn diện của ông Vũ Tuấn Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Lý. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng ông Nguyễn Công Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về phía nhà trường xin được trân trọng giới thiệu diện diện của thầy Nguyễn Hải Sơn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đại diện phụ huynh học sinh toàn trường ông Nguyễn Văn Hùng. Và về tham dự chương trình ngày hôm nay, cô giáo đã có mặt đông đủ. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón được không ạ? Trên sân khấu này rồi, nhưng mà không phải là với cương vị của là MC mà là với là một thành viên trong đội văn nghệ nhà trường. Ngày hôm nay giới thiệu cho em khi mà được một lần nữa có cơ hội đứng trên sân khấu để kết nối chương trình ngày hôm nay. Cánh tay của tất cả các học sinh khối 9 đâu ạ? Tay đâu, tay đâu? Yeah, chúng ta cùng đứng điệu từ đầu nhà và vỗ tay.
tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything. Đưa tay đây nào gì nhá, tay bên nhau bạn nhá. Những dự định các bạn đưa ra sẽ được hoàn thành. Tấm bút thiệp ngày hôm nay, chương trình ngày hôm nay đó chính là phần quà mà bố mẹ dành tặng tới tất cả các bạn học sinh để chúng ta cùng cố gắng nỗ lực hơn trong cái cuộc thi rất quan trọng sắp tới. Và anh tin rằng với những sự tâm huyết của bố mẹ như thế, các bạn sẽ chắc chắn đạt được những mục tiêu của mình. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Mùa Hè Yêu Thương do ba cô sẽ trình bày và dành tặng tới tất cả quý vị. Ngày tháng trôi qua mơ chờ lòng thêm nguôi tiếc, một đời mong mơ đã qua, còn đâu nhớ mong dáng dịu dàng, tao áo trắng thướt tha sân trường. Thương con sẽ
trong mình. Ôm lấy thái dương như thầy rồi. Tương lai cho em bao mơ ước vào đời. Từ thời dạy em là gương sáng, em theo. Lòng rộng như núi biển trời. Chia tay chúng em không quên, trên mái tóc đen của thời điểm vàng. Lo sao cho em vững bước thành người, thầy là biển khơi để khuyên em tới chân trời. Đường còn xa, chúng em luôn mong vẫn có thầy dịu đi. Cho em bay bay xa không bao giờ mơ hoa. Oh my god. Vâng, trước em học ở đây là không được học cô. Vâng, cô dạy môn văn, ngữ văn. Vâng, em cảm ơn cô rất nhiều. Cô nhá. Cái gì ạ? Cô thì khó quá. 16 17 18 16 Oh my god! Tuyệt vời! Vâng, xin mời cô là lại sân khấu. Mái trường xin tạm biệt thầy cô, người dìu dẫn đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đem mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Xoay quay ngược ngày ra trường, nhớ cánh phượng mong bay mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Chẳng còn những ngày ta bị đi trễ, đạp xe miên man tới trường, là ngày ta đua nhau vài câu nói rồi giận nhau vu vơ vẫn thường. Ngày cuối tôi ở đây từng áng mây vội bay cùng ngày dài chuông mãi, giờ chỉ xin thời gian được quay lại thêm một lần nữa. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như